Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGolf EVN ăn chia tổng giải thưởng là 10 triệu top cần có ký hiệu là GLT nè bạn. Thì chương trình iGolf này nó chỉ dành cho 10.000 winner may mắn nha bạn. Thì để đủ điều kiện của dự án này thì các bạn cần phải có ít nhất là 1.200 mục nhập nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click cho phần link mô tả dưới video của mình, các bạn làm nhiệm vụ bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow từ Telegram của nó này. Kênh group bên Chiller nè. Chắc mình làm tất cả hết nhiệm vụ, chắc mình nhận được 1.200 quá. Rồi các bạn xôn xao các bạn. Rồi bạn bắt đắp nè. Mình đủ điều kiện của nó. Tiếp tục cho tiếp bên Chiller nè. Trên kênh Chiller bấm xôn xao nè. Rồi. Rồi tất cả bạn xôn xao, sau đó bạn nhấp vào bắt đắp lên nè. Nhấp vào ba cạnh cùng nè. Vào setting nè các bạn. Copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào gửi cho nó nè. Các bạn thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn. Rồi nó có cộng rồi, mình đã copy cộng rồi. Rồi bấm tiếp tục nè các bạn. Đâu. Ok, đã được 200 nè. Rồi tiếp tục. Like và share Facebook nè. Chào này thấy gì ngon đó, nhưng mà thấy cũng không ngon, bạn quá tờ nhiều người tham gia, cơ hội chúng mình cũng rất là thấp. Rồi các bạn thích nè, các bạn chia sẻ công khai nè các bạn. Rồi các bạn bắt up nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nè các bạn. Rồi tiếp tục theo dõi tờ Twitter của nó cái nữa nè. Theo dõi nè. Trên tờ Twitter đó các bạn theo dõi nè bạn, sau đó bạn bắt up nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nè các bạn. Rồi tiếp tục retweet. Rồi vào đây thì bạn like nè. Các bạn thích nha bạn. Rồi bạn tự quýt lên đây nè. Rồi các bạn bắt up đây nè. Rồi bạn bấm tiếp tục. Tiếp tục theo dõi Instagram nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt up đây nè. Tiếp tục nè. Rồi tiếp tục tham gia cái list nè. Trên cái list thì bấm join community nè các bạn. Các bạn like nè. Rồi bấm đắp đây nè. Rồi bấm tiếp tục nè. Tiếp tục đăng ký kênh YouTube nữa nè các bạn. Nhấp vào đăng ký. Rồi trên kênh YouTube các bạn đăng ký nè. Sau đó các bạn bấm đắp đây nè. Kênh YouTube các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gửi lại đường link kênh YouTube của mình nha các bạn. Để lấy đường link kênh YouTube mình, các bạn nhấp vào YouTube mình nha bạn, nhấp vào anh avatar của mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè, nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè, sau đó các bạn sao chép liên kết nha bạn, gửi lại vào link form nè các bạn. Rồi bấm tiếp tục các bạn. Sau đó các bạn điền địa chỉ pin pin sao mát chen bet20 trên YouTube collect của bạn các bạn, để sau này các bạn có trúng giải thì nó sẽ phân phối gì cho tất cả các bạn vào địa chỉ này nè. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi bấm tiếp tục nè các bạn. Ok các bạn, việc lấy liên ghép mình chia sẻ cho ông bà nhà người thân để kiếm thêm một nhập, để mình coi mình tổng được bao nhiêu một nhập các bạn. Rồi kèo này thì các bạn cần phải có một ghép nữa các bạn, để đủ điều kiện tham gia ghép của nó các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.